Tức là anh thuộc hết tất cả những động tác của em luôn á. Động tác của em chỉ có nhiêu đây à? Rơi mồ hôi, lau mồ hôi, hết. Con gái mà người ta phải diễn thì thôi, ở nhẹ nhàng lau mồ hôi thôi. Còn nếu như mà là anh diễn thì anh sẽ diễn khác. Anh diễn sao nè? Lau mồ hôi. Xong chặt. Lau mồ hôi. Nhìn vào cái người đàn ông áo hường. Áo hường nha. Đỡ áo đỏ này nha. Áo đỏ chứng tỏ đẹp trai. Ôi ôi. Dễ sợ. Khi em hát cái câu đầu tiên á là anh đã hấp hồn người ta rồi. Chỉ là một người xuất sắc thôi. Mời quý vị đón xem tập 8 được phát sóng vào lúc 19 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2017 trên kênh HTV7. Chương trình được tài trợ bởi VPMilk, nhãn hàng IQ Lacto, vì ngon bé nào cũng thích.